Em muốn làm gì ạ? Xin chào các bạn đã đến với kênh của Cương Hải Phòng. Hôm nay Cương Hải Phòng lên đây giải thích cho một khu thăm hỏi ở trên kênh. Cái khóa của cái chì à? Nó có liên hệ gì với đàn ông hay đàn bà anh em? Đây, cái khóa này tượng cho đàn bà. Đấy. Tốt hay không ở cái này. Đấy. Cái này nó giữ nhà rất tốt anh em nhé. Cái chìa này nó chỉ để cái mở nhưng cũng quan trọng nhưng nó không mở cái khóa này. Không. Đấy. Nếu mà để một chút một cái nhà. Còn về nguyên tắc ấy, là anh em là cái khóa đấy. Nếu cái khóa này nó đẹp, nó chắc chắn nó tốt thì ví dụ là chỉ có một cái chìa như thế này này. Nó mở thôi anh em nhé. Đấy. Cái chìa như này nó mở thôi. Còn nếu cái khóa này khóa này là khóa hư khóa hỏng ấy, thì chìa nào nó mở được. Chìa tròn chìa vuông chìa mở được hết. Đấy. Thế thì quan niệm là như làm sao? Quan niệm ở đây là mà như cái quả khóa tổ khóa này. Tổ khóa này mà nó là hư thì cái chìa khóa nào nó cũng mở được, là coi như là vứt anh em nhé, không có chức năng gì nữa, giữ nhà đấy nhất là hỏng hết, không giữ được. Cho nên là nếu mà đàn bà mà gọi là quan hệ với nhiều đàn ông thì coi như là bỏ, không khác gì là mấy anh em đứng được. Đấy, đơn giản vậy thôi. Chìa này chìa như này mà dùng được, khóa nào cũng mở được thì nó gọi là chìa khóa vạn năng, tức là đàn ông. Nhưng mà đàn ông thì cũng có thể là các vua có thể là chục 7-8 vợ cung tần được hoàng, cả chục cung tần mỹ nữ đêm thì đấy là đàn ông, là tức là sao, tức là người ta có quyền. Thì đây là gọi đào hoa anh em nhé, đào hoa. Nhưng mà đào hoa cũng không có nghĩa là nhá, đào hoa có nghĩa là mình phải gọi là mình đi phép đi năng quang được nhá. Một vợ một chồng có muốn năng vụ phải biết chủ nhé, vợ thôi đấy thì là tốt, khóa nào cũng mở được. Nhưng mà cái này đấy là phải là người đàn ông thành đạt anh em, vì có tiền thì gái mới theo, còn không tiền thì không có cửa nha. Ở đấy. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại những clip sau. Anh em cần gì lên Facebook, YouTube, Zalo, cửa phòng sẽ trả lời cho anh em tất cả.